YouTuber là một nghề phổ biến, khi không khó để mọi người có thể tìm các YouTuber từ độ tuổi tầm 6 cộng. Và mình sẽ ở đây để nói về một YouTuber nổi tiếng ở bên Việt Nam, đó chính là Úc Hi Ha. Anh ấy là một YouTuber nổi tiếng khi có hơn 4 triệu lượt đăng ký. Không phải tự nhiên mình lại nói về anh ấy, mà vì mình sẽ cho các bạn câu trả lời cho câu nên làm fan Hi Ha hay anti fan Hi Ha. Lưu ý, video không có ý công kích một cá nhân hay một tập thể nào, tất cả là ý kiến riêng của mình. Xin vui lòng không bình luận toxic hay xúc phạm đến một ai đó, cà khịa thì càng không. Được rồi, video bắt đầu thôi nào. Hi Ha là một YouTuber nổi tiếng với hơn 4 triệu lượt đăng ký. Sau đây là một số thông tin cá nhân của anh Hi Ha. Tên thật: Lê Nguyễn Thành Đạt, tuổi 22, làm kênh từ ngày 12 tháng 4 năm 2013. Hiện anh đang là trưởng team của Sinh Tố Team. Người yêu của anh là chị Yumi. Một người tuyệt vời như vậy sao lại bị nhiều người ghét? Đó là khi bạn chưa xem kênh hoặc xem video của Hi Ha thôi. Nếu xem rồi bạn sẽ hiểu vì sao Hi Ha lại bị ghét. Nó dẫn chúng ta đến phần thứ hai của video. Nếu bạn thắc mắc, của anh Hi Ha đâu làm gì sai đâu thì bạn sai lòi rồi. Vì dạo này Hi Ha thường đăng mấy cái video khá là kỳ cục. Như này, hay như này, đấy nữa. Sau một vài lời của mình thì các bạn đã biết sao Hi Ha lại bị ghét rồi chứ. À đấy là mình chưa nói đến mấy cái video sặc mùi kinh dị thôi, nó không phù hợp với các em nhỏ. Vì chỉ cần nhìn cái thumbnail là thấy Hi Ha chuẩn bị báo rồi. Vậy nên là rất nhiều người ghét anh Hi Ha. À, đôi khi một số bạn fan Hi Ha còn hơi báo idol khi khiến Hi Ha bị ghét thêm. Giờ đến phần thứ 3. Đoạn này thì tùy các bạn thôi vì mình không thể quyết định hộ các bạn được. Bạn có thể thấy Hi Ha hay nên vào fan club của anh ấy, hoặc bạn thấy Hi Ha độc hại nên vào anti fan Hi Ha. Nói chung là lý do gì cũng được, nhân tiện mình xin phép nói luôn, mình không phải fan Hi Ha, nếu chưa biết thì hãy nhớ thật kỹ, hoặc đã biết thì đừng bao giờ quên. Nói gì thì nói chứ Hi Ha cũng là một YouTuber thành đạt nên mình gần như luôn tích cực ủng hộ nỗi khi Hi Ha ra tập mới của Đại Chiến Hagi. Ngoài những video hết cứu ra thì Hi Ha vẫn có những series hay như Đại Chiến Hức Di, Sinh Tổ Nếu Như và nhiều series hay hò khác. Tới đây là hết rồi, hẹn gặp lại ở những video khác. See you again!